Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phường Phúc nha. Thì cũng như lời hứa với anh em, thì cái bữa mà 20 tháng 11 vừa rồi á, mình có làm clip là event để cái kênh mình đạt 20.000 sub. Thì hôm nay thì đúng ngày thứ hai này, ngày thứ hai thì mình sẽ công bố cái kết quả nha. Thì cái con số là mình xem trên đài Sài Gòn rồi, ba số cuối của đài của giải đặc biệt á, thì là con số 875 đó, con số 875. Thì bây giờ mình sẽ căn cứ vào để anh em xem anh em nào mà gần đúng nhất á, anh em dự đoán đúng và gần đúng nhất thì mình sẽ trao giải cho anh em đó nha. Thì bây giờ mời anh em qua xem clip và để mình xem thử coi cái kết quả là của ai nha. Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã đến Di Động Phường Phúc nha anh em. Thì hôm ngày 20 tháng 11 này anh em, mình có cái clip là event 20.000 sub á, thì mình có làm cái clip là tặng điện thoại với lại giảm giá điện thoại nha. Thì trong quá trình tham gia dự đoán á, thì mình có nói là ba chữ số cuối của cái đài đây, ba chữ số cuối của đài Sài Gòn và giải đặc biệt anh em, giải đặc biệt này đó. Thì anh em tham gia dự đoán phải đúng cú pháp nha. Cú pháp thì mình có làm trong clip này đó, mình đã làm clip rõ ràng như vậy, comment ba chữ số xong họ tên và số điện thoại, thì mình sẽ áp dụng cho những bạn gần đúng và đúng nhất tham gia sớm nha anh em. Anh em sớm nhất thì mình sẽ công bố kết quả cho anh em đó. Thì mình có lập ra những danh sách những bạn này, những bạn tham gia này, thì mình nói là đây mới nhất xếp trước này. Đây thì những anh em tham gia đây, thì mình sẽ lọc ra những anh em mà cũ nhất, có nghĩa là bình luận đầu tiên đó anh em. Đây mình có lọc ra cho anh em xem đây đó. Thì những anh em comment rất là sai nha, đây số này, số này comment không có đúng gì hết. Và cái đài đây này, mình cho anh em coi cái đài, cái đài số số miền Nam này, số số miền Nam ngày hôm nay nha anh em. Để mình coi kết quả luôn cho anh em coi này. Đó, thì đài thành phố Hồ Chí Minh này, đài thành phố Hồ Chí Minh thì ba con số cuối là 875. Đây mình sẽ áp dụng con số này nha anh em, 875 là con số trúng của cái giải đề trúng điện thoại iPhone 6 nha, trong kênh mình nha. Thì anh em qua kênh mình coi này. Rồi, đây. Thì những bạn tham gia này cũng có rất nhiều bạn tham gia dự đoán nha. Thì mình coi hết trong cái bình luận thì có một cái bạn đây, cái bạn Đút Channel này đó, thì có một cái bạn Đức Channel này thôi comment con 87895 nè anh em, là gần đúng nhất này, chứ mình không có cần trúng 100% nha. Con này là gần đúng nhất là 895, nhưng mà bạn ấy lại không có comment số điện thoại cũng như họ tên. Nếu mà bạn này là mà comment số điện thoại họ tên thì mình đã trao giải cho bạn này 100% nha, là trao cho bạn này rồi. Nhưng mà bây giờ kiểu này thì rất khó trao giải nha, này sai cú pháp rồi, mình không thể trao giải được rồi. Và mình đã thêm tham khảo tất cả các số còn lại thì chả có số nào mà gần đúng hết anh em, toàn là mấy số lạc lõng không à. Đó, như comment này sai sai hoàn toàn cú pháp này, mình đã nói kỹ trong video là nhớ comment đúng cú pháp, mình có đưa tờ giấy ra rồi mà các bạn comment không đúng gì hết. Có những bạn comment số này, các số mà không có số nào gần đúng đâu nha anh em. Có mấy bạn lại đúng này, bạn Nguyễn Lê, Trần Nguyễn này, Trần Gửi đó rồi này, thì comment rất chung nha, số này, ba số điện thoại luôn, họ tên rất ok, nhưng mà lại không đúng mấy. 875 thì đây 890 rồi này đó, đúng hết này, đúng cú pháp này, mấy bạn đây đúng cú pháp hoàn toàn nha, nhưng mà lại sai cái số dự đoán quá nhiều anh em, sai dự đoán quá nhiều nên mình không thể trao giải được đó. Thì cái event lần này chắc thất bại rồi anh em, mình không thể trao giải được rồi. Các bạn comment lại là toàn là sai cú pháp không, và không có số nào còn đúng xác thực dưới cái số ba số cuối là 875 hết nha anh em. Chỉ có một cái anh bạn Đức Channel thì comment là 895 là quá chuẩn luôn, nhưng mà lại không có số điện thoại cũng như không có họ tên, thì nó đã sai cú pháp rồi, mình không thể trao giải được. Thì sau một hồi mình tra tất cả các comment này anh em đó, đó thì cuối cùng thì mình thấy một cái bạn đây, đây kia đây, cái phản hồi đây là đó, bạn Hồ Văn Dự này nha anh em, comment là 875 nhưng mà bạn ấy cao comment là 884. Đây anh em coi kỹ nha, đó
884 thì nó cũng gần đúng thôi, không có xác suất mấy, không đúng mấy, nhưng mà mình thấy gần đúng. Thì số điện thoại bạn là 0817 này, 884883 này, thì bạn đây hãy vui lòng gọi cho mình số hotline của mình nha, 0355 356 356, gọi gấp cho mình thì mình sẽ trao cho bạn một cái giải, gọi là giải khuyến khích đi, là tặng cho bạn một cục sạc dự phòng nha. Mình sẽ tặng cho bạn một cục sạc dự phòng để gọi là tinh thần đó nha anh em, trên tinh thần. Chứ đáng lẽ là cái bạn mà 895 đây là đã lãnh giải rồi. Đây, cái bạn 895 này đáng lẽ là bạn là lãnh giải này, nhưng mà bó tay rồi, không được rồi. Thì mình cũng ráng kiếm cho một cái giải gì đó để tặng cho, bây giờ cái event không có cái giải thưởng thì cũng rất là buồn ha. Thì mình sẽ tặng cho bạn 884 đây một cục sạc dự phòng 10.000 dung lượng, 10.000 nha. Bạn đây vui lòng gọi điện trực tiếp cho mình số điện thoại 0355 356 356, gọi là khuyến khích cho bạn. Đó, ok nha. Rồi, gọi cho mình số 0355 356 356, mình sẽ giao trao giải cho bạn nha bạn. Gọi cho mình gấp qua ngày mai nha. Rồi, chào anh em nha.